Sáng nay tại thành phố Huế đã diễn ra hội thảo kênh 2 mạng lưới các viện nghiên cứu quốc phòng an ninh ASEAN với chủ đề tăng cường năng lực và tự chủ của ASEAN trong ADMM Cộng trong bối cảnh biến động địa chính trị. Hội thảo có sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ các cơ quan nghiên cứu và nghiên cứu quốc phòng và an ninh các nước ASEAN. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày với 3 phiên thảo luận có các chủ đề biến động địa chính thế giới, khu vực và những thách thức đối với ASEAN tác động của tình hình thế giới khu vực đối với ADMM cộng và vai trò trung tâm của ASEAN, sự cần thiết và các giải pháp tăng cường tính độc lập tự chủ của ASEAN trong ADMM cộng. Tại hội thảo, các đại biểu sẽ chia sẻ trao đổi về những khó khăn thách thức đặt ra đối với ASEAN trước những biến động địa chính trị thế giới và khu vực, nhất là vai trò trung tâm của ASEAN trong ADMM cộng. Trên cơ sở đánh giá các khó khăn thách thức, các đại biểu sẽ thảo luận đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường năng lực và tự chủ của asean trong admm cộng nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh chung và củng cố vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc an ninh khu vực trao đổi các vấn đề thiết thực đáp ứng các chủ trương và biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa các nước asean chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực biến động địa chính trị thế giới khu vực